Có một cái lợi điểm rất là lớn đó là nó tiết kiệm điện. Tiết kiệm điện, và khi mà mình sử dụng cái máng đèn đôi là gồm hai cái bóng thì cái điện nó vẫn còn tiết kiệm hơn so với lại một cái máng đèn đơn của cái dạng đèn mà cũ có tăng phô. Bạn có thể tự tự làm, tại vì cái công việc nó rất là đơn giản mà mình không cần máy khoan nha các bạn. Bạn chỉ cần là hai cây kèm và một cái con tô vít là được. Mày dập lá đi. Đầu tiên mình sẽ tích tắt tắt cái công tắc nó đi. Rồi bây giờ để cho chắc ăn thì mình sẽ tắt luôn cái cầu giao tổng nha các bạn. Bạn tắt cầu giao tổng để cho nó an toàn tuyệt đối. Kế tiếp là bạn cắt hai cái sợi dây điện cắp cho nó. Mở hai cái con vít mà nó bắt vào là tường này các bạn. Các bạn thấy là cái đèn này nó là loại dạng đèn cũ nè, nó có cái tăng phô nha các bạn. Loại này là tăng phô, này là tăng phô điện tử thì nó cũng hao điện giống như là tăng phô, loại tăng phô cơ. Bây giờ vấn đề ở đây là hai cái lỗ mà mình bắt vít vô tường đó các bạn, nó có thể giống nhau hoặc là khác nhau so với lại cái máng đèn mới này của mình. Thì nếu như mà mình có máy khoan bê tông thì mình khoan lại hai cái lỗ khác của cái này, nhưng mà bây giờ mình không không cần máy khoan bê tông, mình chỉ áp vào và mình đánh dấu nó là cái lỗ. Các bạn chú ý nha, cái lỗ này của nó nè, cái lỗ cũ này của nó nè. Thì bây giờ mình sẽ so qua bên đây, mình đánh dấu ở đây để mà mình là dùng cây đinh vít đục một cái lỗ mới. Bên đây cũng vậy nha các bạn. Rồi mình so cho nó thẳng hàng. Rồi các bạn dùng cái một một cây đinh bất kỳ nào đó. Cái này cái máng này nó mỏng đó mà. Một cây đinh mà gõ nhẹ nó là nó lủng. Rồi, sau khi mà gõ lủng mình gắn thẳng hai con vít lên luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn lên rồi mới nói về điện. Sau khi mà lắp xong thì các bạn có thể mở cầu dao tổng và mở đèn lên. Thì bây giờ cái đèn nó tăng gấp đôi cái độ sáng trong phòng rồi đó các bạn. Đó vừa rồi là cái cách mà mình hướng dẫn cho các bạn là tự ở nhà thay cái bóng đèn đơn thành một cái bộ bóng đèn đôi, nó tăng cường cái độ sáng cho cái phòng của mình.